Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề "Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc", sáng nay đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện đặc biệt mở đầu cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, giữa điểm cầu chính tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nam và điểm cầu các địa phương tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố. Dự lễ phát động ở điểm cầu chính tại Hà Nội có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự phát động tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội tỉnh, lãnh đạo một số tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh. Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế chính trị xã hội, với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Điện Biên đã lập nhiều chiến công anh dũng, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành đã có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo. Tuy nhiên, đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Tính đến tháng 3 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà rột nát, hư hỏng, có nhu cầu hỗ trợ, làm mới và sửa chữa. Trong đó, 5.479 hộ có nhu cầu hỗ trợ làm mới. Để thiết thực hỗ trợ tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ với mục tiêu tập trung vận động các nguồn lực để làm mới từ 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của một số tỉnh Tây Bắc, trong đó hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn, mức hỗ trợ là 50 triệu đồng một căn nhà. Tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 4 tỷ đồng. Đề án được triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 nhằm đảm bảo các hộ nghèo trong toàn tỉnh Điện Biên có nhà ở an toàn, ổn định, nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước giai đoạn 2021-2025 phát biểu tại lễ phát động chủ tịch nước võ văn thưởng đánh giá cao sáng kiến thành lập đề án của trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng thời nhấn mạnh đề án thể hiện tính nhân văn cao cả truyền thống đoàn kết đồng lòng của dân tộc việt nam chủ tịch nước kêu gọi toàn bộ cán bộ chiến sĩ đoàn viên hội viên các tầng lớp nhân dân người việt nam ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng chương trình đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh điện biên nói riêng các tỉnh tây bắc nói chung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống giảm nghèo bền vững quyết tâm thực hiện hiệu quả đề án với chủ đề Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc. Hưởng ứng lời kêu gọi tại lễ phát động, các cơ quan đơn vị địa phương doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao biểu trưng và đăng ký ủng hộ số tiền hơn 250 tỷ đồng, tương đương với 5.600 căn nhà cho chương trình. Trong đó, tỉnh Ninh Bình ủng hộ 1 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân xây dựng sân trường ủng hộ 6 tỷ đồng. Ngay sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao kinh phí đợt 1 số tiền 200 tỷ đồng, tương đương với 4.000 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên.